Này, cuối cùng cũng tới cái vườn ánh đó bà con. Ôi mấy cái na này nhậm gì, cái na này thái dẹt hả? Mùa này mình phun sương sương, xịt sương sương nó đậu trái rồi, dễ lắm. Để tôi. Thì đó là những cái câu nói của những anh kỹ sư giấy. Chứ thật sự là nếu mà về cái cây na này, nhà em cảm nhận là rất là khó nha bà con. Cái thứ nhất là khu gần biển, nước rất là phèn. Cái thứ hai nữa là đất cũng rất là bị nhiễm phèn mà nó cũng không có tơi xốp đó. Rồi thêm nữa là cái bộ rễ nó rất là suy. Cây này thì nó cũng già, nó cũng 5-6 năm rồi, nó già bộ rễ nó suy rồi, nhưng mà chủ vườn không biết đi dinh dưỡng, không biết trị cái bệnh rễ nên rễ nó suy. Chị mở ra coi nè, mình đào ra ha, đào ra dưới bây giờ rễ là nó đen, rễ giờ đen hết ha. Cái rất là cái cây nó không có rễ, nhưng mà mình anh thì anh chia sẻ là anh đem phân rất là nhiều vô đây. Cây em chia sẻ bà con, cây phân mình rải càng nhiều vô cái cây mà nó không ăn không được là nó càng chết. Lý do là cái bộ rễ của nó đã suy yếu, không có khả năng hấp thụ dinh dưỡng, nên là mình càng rải nhiều vô rễ nó càng hư. Đây là một cái điều rất là khó khăn chỗ cái vườn này ha. Cái thứ hai nữa là cái tàn nó quá nhiều, tại vì do anh làm xưa tới giờ thì cũng chưa có một cái kỹ thuật nó chuẩn, nên là anh để cái tàn hơi cao. Cái này là mình sẽ hạ tàn xuống hết, hạ tàn xuống cho cây nó gom lực xuống, cho nó gom những cái tàn ngang, không cho nó đi lên nữa. Hôm nay là cái điều thứ hai. Điều thứ ba nữa là mình sẽ nối cái ống này lên. Anh đã được cái dàn phun này là rất là im rồi, giờ mình nối lên cao để cho mình xử lý, cho giữ cái độ ẩm cho lúc mình làm trái. Thì đây là những cái hướng khắc phục ở chỗ cái vườn này. Và khi mà mình còn cái vườn này thì em sẽ cho tưới glycomin, tưới cho thật là lắm glycomin để nó trị được cái bệnh. Xong rồi là em sẽ cho cắt cành và đổ thuốc cho cây nó ra bông mập ha. Rồi mình cũng xử lý theo những cái quy trình, như mình sẽ xử lý sau cắt cành, mình cũng tưới thuốc, mình rải phân này kia cho nó điều độ, đưa dinh dưỡng cân đối, giữ được độ ẩm, trị được cái bộ rễ, cái bệnh của bộ rễ. Rồi khi nào mà anh đợi cái bông mà nó nở ra thì kéo vợ con ra đây, mình niệm Phật tiếng Campuchia, thế là nó cũng đậu à.